Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Ria kia mình. Và ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire đang giảm giá nhân vật K. Và lần đầu tiên nhân vật K được giảm giá 70%. Nên anh em nào thích nhân vật này thì húp. Nhưng mà theo mình ý, thì anh em nên mua con Rocky. Và Rocky giá may nó sẽ rẻ. Đấy, nói chung là tôi sở hữu hết mấy cái đồ này rồi. Thế nên là anh em, tôi khuyên anh em nên mua. Đấy, từ đêm hôm qua thì giang hồ đã dậy sóng khi mà bên Anna Free Fire công bố MP40 phục sinh, 2 túc bắn, 1 sát thương trừ 1 băng đạn. Và nếu mà ai mà tinh ý đều thấy rằng là đây là chỉ số của những khẩu súng khác, một khẩu súng trường, ví dụ như khẩu M4A1 dòng rừng xanh đấy. Nhưng mà không hiểu sao bên Anna Free Fire họ lại nhét vào là cái ảnh MP40 phục sinh. Và tất nhiên là khẩu phục sinh này thì chỉ số thật của nó chỉ là một sát thương, 2 tầm xa, 1 băng đạn thôi. Đấy, Anna có tí lươn lẹo anh em ạ. Và tôi không biết là cái này là anh designer và người làm ảnh ở bên Anna họ nhầm, nhưng mà đến sáng nay thì tôi vẫn thấy là họ chưa thay cái ảnh này, vẫn là MP40 phục sinh, 2 tốc độ bắn, 1 sát thương trừ 1 băng đạn. Bạn nào không để ý vào mua luôn mà không nhìn đấy, quên não để ở cốp xe, không sử dụng não một phát là có thể sẽ mua nhầm ngay. Cái khẩu này thì có ngon không thì thật ra thì khẩu này nó cũng bình thường như cô Hương ngồi cổng trường thôi. Đấy, nó không phải là một khẩu MP40 quá ngon, nó tăng 2 tầm xa, nhưng thực tế thì MP40 cũng không cần tầm xa làm gì cả. Đấy, thì khẩu này nhiều anh em ngày xưa thì nó cũng là một thời là hot hit ấy, nhưng mà về sau thì có những cái khẩu MP40 xịn sò hơn thì bích vàng các kiểu con đà điểu, thì cái khẩu này tất nhiên là mọi người cũng sẽ không khoái dùng nữa. Nhưng mà cái khẩu này tự nhiên bên Ga nào để cái ảnh là 2 tốc độ bắn và 1 sát thương làm cho người ta giật hết cả mình. Bởi vì đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một khẩu MP40 nào 2 tốc độ bắn 1 sát thương. Và tôi nghĩ rằng là phải đợi đến MP40 như kiểu là MP40 nâng cấp, như là ví dụ như MP40 gọi là khủng long bạo chúa chẳng hạn, để kiểu nâng cấp thì chúng ta mới có 2 tốc độ bắn 1 sát thương. Chứ còn chưa có một cái khẩu MP40 2 tốc độ bắn 1 sát thương nào nha anh em nhá. Đấy, nói chung là nó đậm chất hư cấu. Thế nên là bên Nga này họ nên sớm sửa lại cái ảnh này. Đấy, MP40 tôi từ đấy giờ mở test cho anh em, mình mở mất mấy nghìn kim cương nhưng mà cũng không ra được, 105 ngày thôi. Nên là khẩu này mở ra vĩnh viễn thì nó cũng lại khó. Ok thì cũng tiện luôn thì tôi cũng test luôn cho anh em. Đấy là cái khẩu này thì nó bắn như thế nào. Thì nói chung ấy là khẩu này bắn thì nó cũng được anh em ạ. Nó cũng như những khẩu MP40 khác, nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Sát thương của nó thì cũng bình thường thôi. Đấy, rồi bắn thì tôi không biết kéo tâm nên là cũng không biết là anh em bắn khẩu này có dễ kéo tâm hơn bình thường hay không. Đấy, nhưng mà ví dụ như là nếu mà anh em nào, nhiều anh em thì sẽ nghĩ là có cái chỉ số tầm xa thì chắc là kéo tâm nó sẽ dễ hơn. Đấy, tôi thì tôi cũng không biết chắc lắm, tại vì là nhà tôi ba đời cũng không biết kéo tâm anh em ạ. Thế nên là tôi cũng không biết là bắn khẩu này kéo tâm như thế nào. Nhưng mà về sát thương thì khẩu này sát thương của nó cũng không phải là quá cao. Với cái chỉ số tăng tầm xa ấy thì nó sẽ chỉ gọi là bớt đi một chút gọi là yếu khi mà bị bắn ở tầm quá xa thôi. Đấy, ví dụ như là chúng ta bắn ở tầm rất xa ấy thì khẩu này nó vẫn yếu như những khẩu MP40 khác. Còn bắn ở tầm trung thì có lẽ là sát thương của nó sẽ trội hơn một chút. Nhưng mà thực ra thì tôi thấy là nếu như mà tăng tốc độ bắn và tăng sát thương như là khẩu bích vàng ấy thì ngon hơn hẳn. Đấy, sấy vào người nó tươi hơn hẳn. Và khẩu này thì cái điểm trừ nó lại trừ băng đạn. Đấy, thế nên kể cả khi mà bạn cầm gắn băng đạn 3 vào thì nó vẫn chỉ có 29/30 viên đạn. Đấy, nhìn cái số khó chịu thật sự. Mà tôi ấy lại là một người mà không thích những cái số mà nó không tròn trịa. Tôi là cái số nào mà nó tròn thì tôi mới thích cơ. Đấy, 30/30 chưa chắc tôi đã dùng, còn 29/30 nhìn cay thật sự anh em ạ. Đấy, thế nên đấy là lý do, một trong lý do vì sao từ xưa giờ tôi cũng không dùng cái khẩu này. Đấy, thứ nhất là đạn nó ít, thứ hai là cái tầm xa của nó thì cũng chả có nhiều tác dụng lắm, thứ ba thì thêm một tí sát thương thì theo tôi cũng chả là gì. Nếu như mà tăng 1 hay 2 tốc độ bắn thì nó khác bọt hẳn. Đấy, nhiều khi là khẩu cầm khẩu này nó không bằng khẩu giáng sinh, nhưng mà tất nhiên là nếu mà anh em nào thích cái phong cách phục sinh, phong cách thả trứng này thì anh em vẫn dùng thôi. Đấy, nhưng mà theo tôi ấy, là nếu mà được ấy, thì anh em không nên mua khẩu này. Đấy, thế cho nó ngắn. Đấy, nhiều anh em lại bảo là tôi ăn khi tiền, ăn kim cương của gà rán ấy, tôi quảng cáo tốt gà rán. Không phải đâu anh em ạ. Cái gì tốt thì mình khen tốt, cái gì mà không tốt thì mình cũng khen, mình cũng không khen. Đấy, còn mua hay không thì cũng không ai gọi là cướp tiền của anh em để mua cả. Thế nên theo tôi là anh em không nên mua khẩu này. Đấy, mình review có tâm, mình review là đứng về phía người xem chứ không phải là mình review là để quảng cáo gà
gà rán nha anh em nhá. Đấy, gà rán cho tôi mấy kim cương thôi. Đấy, nên là mình cái gì cho mình kim cương thì mình quảng cáo rồi anh em nhá. Ok, thì đó là cái khẩu MP bơi phục sinh. Theo tôi ấy, là không nên mua khẩu này. Đấy, thế thôi là ngắn. Ok, thì cái hôm nay thì có rất là nhiều bạn có gửi cho mình cái ảnh. Đấy là anh Ri ơi, ở bên một số những cái một số kênh thông tin thì đưa tin về cái việc là có nhân vật Elite Aloke. Đấy, Elite Alok. Thì cái này dịch ra là Alok cao cấp. Đấy, đấy, Elite cao cấp nha anh em nhá. Elite là hàng hiệu. Đấy, nhưng mà theo tôi ấy, thì cái ảnh này là ảnh pha ke, ảnh này là ảnh fake, ảnh này là ảnh giả chứ không phải là ảnh thật. Vì thứ nhất là tôi nhìn kỹ ấy, chúng ta sẽ thấy là cái có cái dấu 18 cộng ấy, là chơi quá 18 180 phút thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì cái này nó là một cái ảnh của một cái quảng cáo cho nhân vật Alok ở server Việt Nam. Nhưng không biết là ông nào Việt Nam hay là ông nào trên nước ngoài vui tay chế. Thứ hai là cái Elite Alok token ấy, tức là cái huy hiệu mà để lấy cái nhân vật Alok đặc biệt này ấy, thì nó là cái huy hiệu cái hiệu hình sư tử đỏ. Cái này chúng ta đã có trong game rồi, cái này để đổi một cái đồ khác. Đấy, và bên Ghana thì không bao giờ làm một cái ảnh mà trông nó xấu như thế này. Đấy, ảnh này cái này ảnh này chế thôi. Đấy, cái này ảnh này chế thôi anh em ạ, chứ không có cái vụ này. Thì nhưng mà nếu như mà có Elite Alok thì Elite Alok thì nó sẽ là cái gì? Thì tự nhiên bây giờ nhân vật Alok vẫn đang là một trong nhân vật mà đang rất hot ở trên server Việt Nam, thì chả có lý do gì mà bây giờ phải ra một phiên bản nhân vật Alok khác, hay là phải ra một cái gì đấy, cùng lắm thì ra bộ đồ mới cho Alok thôi. Nhưng mà ra bộ đồ mới thì làm hẳn bộ đồ trông nó xịn so con bò, chứ ai lại chế lại cái bộ đồ cũ trông lửa cam cam trông chán như này, đúng không anh em? Đấy, thì chắc chắn là cái này là ảnh chế thôi anh em ạ. Đấy, tôi nghĩ là cái ảnh này nó không có thật đâu. Còn nếu như bên Ghana mà họ muốn ra cái nhân vật mà gọi là Alok cao cấp hay Alok hàng hiệu thật ấy, thì chắc chắn là sẽ phải rất lâu nữa, vì chúng ta vừa mới ra Chrono xong. Đấy, Chrono bây giờ anh em còn chưa sở hữu được thì ra nhân vật này ai mua. Đấy, nên tôi nghĩ cái này nó chỉ là tin đồn thôi anh em nhé. Đấy, cái này nó chỉ là tin đồn thôi, nó không phải là thật. Đấy, nếu mà có ai đó mà chia sẻ cái ảnh này hay là nói về cái ảnh này thì nói chung là cũng chỉ là pha ke thôi. Đấy, chỉ là hàng fake thôi, hàng fake loại 2, loại 3 cũng chả được loại 1. Đấy, tôi nghĩ là bây giờ nhân vật Alok vẫn đang là một nhân vật rất là mạnh. Đấy, nhiều anh em thì đợt đây nói rằng là Alok là bây giờ là không ngon bằng nhân vật Chrono, hay là không ngon bằng nhân vật K. Ôi thế thì các bạn, bây giờ tôi hỏi các bạn, bây giờ cho miễn phí Alok các bạn có chơi không? Chơi ngay. Đấy, nói chung là nhân vật Alok thì theo mình đánh giá vẫn là ngon, nếu mà các bạn phối hợp đủ kỹ năng của nó. Và nếu như mà chúng ta tùy, có bạn thì sẽ thích chơi nhân vật Chrono, có bạn thích chơi nhân vật Alok, ai chơi gì tùy. Mình không, úi giời thằng này đẩy kinh thế, úi thôi xong rồi, toang thật sự ông giáo ạ. Đấy, thì ai thích chơi nhân vật gì chơi thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bên Ghana thì họ cũng sẽ không ra nhân vật nâng cấp của Alok đâu. Còn nếu mà ví dụ như là sau này mà ra kiểu Alok thức tỉnh chẳng hạn, thì chắc là phải rất lâu nữa, chắc là phải OB tầm OB 35, OB 40 anh em ạ. Bây giờ mới OB 25 thì chắc là chưa ra đâu. Đấy, bây giờ họ vẫn sẽ ưu tiên ra một số những cái nhân vật gọi là cũ trước đã. Bây giờ ai người ta ra Alok thức tỉnh hay Alok hàng hiệu làm gì đấy, Alok mọi người còn chưa sở hữu hết, thì bây giờ ra nhân vật nâng cấp của Alok thì có mà lỗ lòi ra. Và đúng không anh em? Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ cứ giả dụ nhá, là chúng ta có Alok thức tỉnh đi, thì Alok thức tỉnh thì sẽ tăng cái gì? Đấy, đánh nhạc gây sát thương lên người đối phương à? Không được. Đấy, nói chung là anh em hiểu là cái này nó rất là khó xảy ra. Đấy, nên là từ hôm qua đến giờ có rất nhiều bạn gửi email rồi gửi ảnh như Alok Elite rồi Alok ưu tú hay Alok cao cấp hay Alok thức tỉnh đấy về cho mình. Thì theo mình đánh giá nó cũng chỉ là ảnh chế thôi, ảnh chế nó vui thôi. Và mình đã có bỏ thời gian đi tìm hiểu rất là nhiều những cái kênh về nước ngoài thì cũng về tìm hiểu nội dung của Free Fire, thì họ cũng bảo là ảnh đấy là ảnh pha ke, ảnh scam, tức là ảnh đấy là đi lừa. Tức là như này, là có một số những cái trang web ấy mà họ có một số những trang web mà họ kiểu cố tình làm ra những cái ảnh đấy, xong người ta dụ vào. Ví dụ như là bây giờ nạp ngay 50 kim cương, nạp ngay 50.000, 50k VND để quay Elite cao cấp, thì anh em lại tưởng ôi đây sự kiện mới gai này, anh em vào quay anh em mất 50.000 ngay, có khi là mất luôn cả ác. Đấy, thì anh em nó phải rất cẩn thận với cả những cái tình huống đấy. Nói chung là bây giờ dễ lừa lắm anh em ạ, bây giờ lừa đảo nhiều lắm, anh em phải hết sức cẩn thận cho tôi nhá.
Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nói chung là với những cái thông tin mà liên quan đến gọi là nhân vật mới hay là cái gì gọi là mới đấy ấy, thì các bạn cũng có thể tham khảo trên kênh của Ria Kia Minh. Thì nếu mà cái gì mà chắc chắn có thì mình mới nói là có, còn cái gì mà nó không chắc chắn có ấy, thì mình cũng không dám chém gió. Đấy, mình chém gió mất hết uy tín ở kênh review gọi là có tâm nhất ở server Việt Nam, không được anh em ạ. Đấy, nên là nhiều anh em cứ hỏi là có ra MP40 nâng cấp hay có ra M1887 nâng cấp hay không, thì cái những thông tin đấy là chưa có nha anh em nhá. Nếu mà có thì tôi sẽ làm video khẳng định cho anh em, còn không bao giờ thì mình làm những cái video. Còn nếu như cái nào mà là tin đồn ấy, như là cái Alok Elite, Alok cao cấp này, thì tôi sẽ nói luôn đấy là tin đồn, và tôi sẽ gọi là phân tích cho anh em đấy có phải sự thật hay không. Tại vì là game thủ Việt Nam của chúng ta ấy, thì thực sự là anh em là những cái người mà rất là dễ tin người đấy, nên nhiều khi anh em lại cứ nghĩ là ui sắp có MP40 nâng cấp rồi, sắp có khẩu gì nâng cấp với các kiểu đa điều, xong anh em lại cứ hỏi tôi là bao giờ những cái khẩu đấy ra, nó có thật đâu mà làm sao mà nó ra được, đúng không anh em? Đấy thì tôi cũng chia sẻ nhân cái việc Alok Elite này, tôi cũng chia sẻ thực tế với anh em là có một cái vấn đề như vậy. Ok, thì đó là thông tin mà mình mang đến cho anh em trong video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, các bạn yêu thích những cái phần review thông tin của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.